Thi thể một người đàn ông đang trong giai đoạn phân hủy đã được phát hiện vào sáng 9 tháng 6 năm 2018 gần trạm buýt sông ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, nhiều người dân đi trên bờ sông Sài Gòn, đoạn qua phường 27 quận Bình Thạnh, hoảng hốt khi phát hiện thi thể người đàn ông trôi trên mặt nước đoạn gần trạm buýt sông. Một người dân chài gần đó đã chạy ghe ra dùng dây cột thi thể đưa vào bờ rồi báo công an. Bước đầu, nạn nhân được xác định là nam giới khoảng 55 tuổi, cao 1m7, mặc áo thun, quần thun ngắn, thi thể đang trong quá trình phân hủy. Lực lượng chức năng quận Bình Thạnh đã phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.